Tình huống số 4, tôi không có tiền để mua sản phẩm này. Đây cũng là một cái lời mà đưa ra rất là thú vị và rất là nhiều cái tình huống các học viên của chúng tôi cũng thường xuyên gặp phải. Vậy thì chúng ta có những cái cách xử lý nào? Đây là ba cách xử lý từ chối trong cái trường hợp khách hàng nói rằng là tôi không có đủ tiền mua sản phẩm. Cách số 1, cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng có quan tâm đến phương án mà anh không phải trả tất cả các cái số tiền này ngay một lần đầu tiên được không ạ? Đó, đây cũng là một cái cách xử lý rất là thú vị. Bởi vì trong cái trường hợp khách hàng nói không đủ tiền, điều đấy có thể là họ đang không có đầy đủ số tiền để trả trong một lần. Vậy thì chúng ta đặt một cái câu hỏi để xác nhận xem là nếu như khách hàng có thể chia nhỏ cái số tiền cần trả ra theo từng lần, rất nhiều lần khác nhau, thì khi đó rất có thể khách hàng cảm thấy là ok. Vậy thì trong cái trường hợp đó thì sẽ xuất hiện hai trường hợp. Một là khách hàng đang chỉ đưa ra lý do để mà từ chối thôi, thì trong trường hợp đấy đương nhiên chúng ta không thể bán được hàng rồi. Nhưng trong trường hợp khách hàng đang lăn tăn thực sự bởi vì không có đủ tiền để mua và trả một lần, thì khi đó chúng ta sẽ có thể là tư vấn cho khách hàng một cái phương án tương tự như cái tình huống này. Cách số 2 đó là cảm ơn anh Hùng. Công ty của chúng tôi có rất nhiều phương án thanh toán rất là linh hoạt để giúp anh có thể là lựa chọn một cách phù hợp. Anh có muốn biết phương án nào tốt nhất và phù hợp nhất với anh không? Wow, đây là một cái lời gợi ý rất là thú vị và cho phép khách hàng một cái sự lựa chọn. Và nếu trong trường hợp khách hàng thực sự đang lăn tăn và không biết cái phương án nào là phù hợp, thì chúng ta đặt một câu hỏi là chúng tôi có rất nhiều cái chương trình thanh toán linh hoạt thì không biết anh có quan tâm đến hay không. Vậy thì nếu như thực sự khách hàng có nhu cầu và không đủ tiền, thì đây cũng chính là một cái cách rất là thú vị. Cách số 3, cảm ơn anh Hùng. Nếu anh vẫn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vậy thì không biết điều gì chúng tôi có thể làm để phục vụ anh được tốt nhất. Vậy thì các bạn sẽ thấy là với mỗi một cái tình huống thì chúng ta luôn luôn có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Và trong cái bộ thẻ này 38 tình huống mà chúng tôi đã tổng hợp, các bạn có thể chơi, có thể thực hành cùng với rất là nhiều những cái tình huống khác nhau với nhân viên. Nếu như mình có sở hữu một cái bộ thẻ này á, thì chúng ta chỉ cần trong thời gian là mỗi một ngày mình thực hành khoảng tầm nửa tiếng thôi, chơi cái game này, thì đội ngũ sale của chúng ta sẽ xử lý tình huống rất là nhuần nhuyễn. Và cũng đừng quên chuẩn bị xem cái tình huống số 5, đó chính là từ sáng đến giờ tôi gặp 5 thằng như anh rồi. Cảm ơn bạn đã xem tình huống vừa xong. Và nếu như bạn thấy cái tình huống này rất là hữu ích thì đừng quên hãy bấm vào đăng ký và bấm vào nút quả chuông để nhận được những cái video tiếp theo trong cái hành trình 38 cái video về các kỹ thuật xử lý từ chối biến no thành yes trong kênh này của chúng ta. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.